Cửa hàng nhận động cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên có sử dụng Zalo và bên có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một mẫu máy cưa xích hạ tầm trung nòng đứng. Và em này đến từ thương hiệu Ryobi, mã số là SK440 nha mọi người. Thì em này dành cho anh em sử dụng trong gia đình vườn nhà nha mọi người. Có đầy đủ các chức năng như bộ giật trợ lực này, núm bơm xăng phụ, chốt e tự động nha mọi người. Đó, thì vào mẫu này là nóng đứng nên là anh em xài rất là ổn định, nhạy nổ nha mọi người, dễ sử dụng ha. Trọng lượng của em này thì khoảng 4,5 kg đến 4,7 kg nha mọi người. Đó, đầy đủ tất cả ha mọi người. Lam kiểu này được sử dụng lam tổng độ dài là 40 cm, mặt cắt là còn 35, xích được sử dụng xích chân 25 nha mọi người. Lam xích thì khá là đẹp nha mọi người. Các đầu rãnh lam chưa bị dập đầu và chưa bị té đầu lam, các nứt sơn còn nguyên trên cây lam và xích cũng khá là dày nha mọi người. Đó, đây. Rất là đẹp ha. Thì ốp lam kiểu này được sử dụng ốp lam vặn trực tiếp bằng khóa 13 này. Và tăng xích của em này nằm tại má ốp lam này nha mọi người. Đó, bên phía mặt má thì các tem mạc có nguyên nha. Ryobi SK440 nha mọi người. Đó. Thì đằng sau này thiết kế cho mình cái núm bơm xăng. Và đây là cái chốt en nha mọi người. Chốt en tự động nha mọi người. Đó. Em này thì 400ml nha mọi người. Và 33,4cc nha mọi người. Đó, các tem thương hiệu Lema vẫn còn này. Đó. Bô của em này được thiết kế cho anh em là bô giảm thanh nên là âm thanh phát ra đỡ bị rè ré nha mọi người, cũng rất là êm ấm ha. Nói chung là sử dụng trong gia đình vườn nhà là vừa đủ vừa tâm. Đó, êm ha. Đó, bên phía chụp giật đây. Đó, các tem thương hiệu mạc là bên phía hộp giật là còn nguyên này. Bên mặt má ốp trên là các tem hệ Ryobi hay là các tem hướng dẫn sử dụng vẫn còn luôn. Công tắc nằm đằng sau này nha mọi người. Thì đây nó có hai bình nắp chứa nguyên liệu, nắp bên trên màu đen này là bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt, nắp màu nâu ở dưới này là bình chứa nguyên liệu nhớt thải để bôi trơn lam xích nha mọi người. Rồi giờ sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy nhé. Giá của em Ryobi SK440 này là 2.400.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha mọi người. Giờ em sẽ khởi động ha. Đó, để lâu cái xăng mình sẽ bơm xăng lại từ đầu này. Đó, bơm đầy xăng lên như thế này. Thứ hai là mình sẽ kéo e này như thế này. Đó, giật nó ho một tiếng mình bóp ga nó tự động đẩy vào là sao bình thường nhá. Đó, nó ho một tiếng mình bóp ga tự động đẩy vào này. Đó, đây là sao bình thường thôi. Nói chung là mẫu này anh em xài cho gia đình vừa tầm ha mọi người, rất là vừa tay. Đó, và thứ hai là rất là nhẹ nổ, dễ sử dụng, dễ xài nha mọi người. Đó, giá tiền cũng phải chăng cho anh em ha. Đó, giá của em này chỉ có 2.400.000 đồng thôi nha mọi người. Đó, anh em nào có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại của em nhé. Thì em sẽ khởi động lại cho anh em nghe một lần nữa ha. Anh em xem video nhớ cho em một like, một đăng ký, bật chuông để ủng hộ cửa hàng nha mọi người.